Hi, xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Ở ngay trên tay mình đây, đây là một phiên bản cà đồ họa tới từ Colorful RTX 3070. Ngày trước thì mình đã có làm về top các cái cà đồ họa 3070 rồi. Tuy nhiên, những cái top mà mình làm chủ yếu là những phiên bản card tương đối đắt tiền và có mức giá từ 16 tới 17 hoặc thậm chí có con card lên tận 18 triệu đồng. Thì đối với phiên bản 3070 mình đang có ở đây là phiên bản có mức giá gần như là rẻ nhất tới từ Colorful, mức giá chỉ khoảng hơn 14 triệu đồng mà thôi. Thì trong cái tầm giá hơn 14 triệu đồng, các bạn sẽ có một số lựa chọn. Các bạn có thể cân nhắc lựa chọn các phiên bản cao cấp của RTX 3060 Ti nếu như bạn quan tâm tới vẻ đẹp. Còn nếu như bạn mua 3070 thì cụ thể đi, một phiên bản cao cấp hơn cũng là của Colorful là phiên bản iGame có mức giá cao hơn phiên bản mình đang có ở đây khoảng hơn một triệu đồng. Theo mình nghĩ là nếu những bạn nào mà không cần vẻ đẹp ấy, chỉ cần hiệu năng trên giá thành tốt thì hoàn toàn có thể để tiền đấy ra hoặc là thêm một vài trăm nghìn vào mua nguyên bản quyền bên mình về sử dụng thì đấy cũng là một sự lựa chọn vô cùng tốt. Thì cụ thể nội dung chính ở trong video ngày hôm nay đó chính là mình đã xây dựng tất cả các linh kiện sao cho hiệu năng giá thành tốt nhất để đảm bảo cho bộ PC chỉ mức giá hơn 25 triệu đồng mà các bạn đã có được cả loại RTX 3070 để có thể sử dụng. Rồi thì mình sẽ nói sơ qua một chút về phần thiết kế của cà đồ họa 3070 của Colorful đi. Thật ra thì nhìn bên ngoài thôi các bạn có thể nhận biết được card của Colorful rồi, bởi vì ba logo in ở ba cánh quạt và cái thiết kế bên ngoài trông hơi giống kiểu card đồ họa đến từ Trung Quốc ấy, trông kiểu nó bị đơn giản quá mà nó chỉ có hai màu đen trắng, à nhầm, đen và đỏ. Đúng rồi, đen đỏ. Và cái logo Colorful ở đây là logo có đèn LED màu đỏ chứ không phải LED RGB. Thật ra năm nay có đèn LED là tốt lắm rồi. Tuy nhiên thì mình khuyến cáo một chút đối với những bạn nào mà mua về, tức là bên mình cắm cho thì sẽ không vấn đề gì cả. Thì những bạn nào mà mua về mà sử dụng, tức là mua lẻ mỗi cạc thôi thì các bạn lưu ý một chút. Bởi vì cái khu vực đèn LED màu đỏ ở đây nằm ở ngay dưới khu vực cổng cấp nguồn. Và nếu bạn cắm trực tiếp vào thì sẽ bị che mất cái đèn LED này đi. Thì các bạn nên cắm dây để đi lên bên trên này thì đèn LED trông sẽ đẹp hơn. Và phần mic backplate kiểu lại đấy, không phải nhựa đâu. Và phiên bản này là có tổng cộng là 5 ống đồng. Thì mình cũng đã có test thử game và cũng đã format thử và nhiệt độ chỉ loanh quanh hơn 60 độ C mà thôi. Trong nhiệt độ mình không bật điều hòa phòng bình thường, nhiệt độ phòng mình nhớ là khoảng 26 độ C, gần giống với điều hòa trong một ngày hè rồi. Và fan speed ấy, mắc thấp lắm, chỉ khoảng chừng 50% thôi. Mình không hiểu lý do tại sao năm nay cả của Colorful lại mát như vậy. Nhưng thôi, chúng ta sẽ tạm bỏ qua vấn đề đấy và chúng ta sẽ tới các thành phần linh kiện khác. Trong năm nay thì có vẻ như Intel đã làm cái vấn đề hiệu năng giá thành của họ rất tốt. Và bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng CPU Intel Core i5 10400F mà hiệu năng thậm chí có thể so sánh Intel Core i7 8700, gần bằng thôi chứ chưa thể bằng được. Nhưng thôi, chúng ta sẽ bỏ qua vấn đề đấy và tập trung chính vào mẫu CPU mình đang có. Thì đối với CPU Intel Core i5 10400F thì mình cắm trực tiếp vào đây rồi. Mình không sử dụng vỏ đâu, bởi vì vỏ trông khác gì các phiên bản khác. Và kể cả hệ thống tản nhiệt có sẵn của 10400F cũng cho mình được một cái nhìn trông nó rất bình thường như bao phiên bản khác, cũng không được sơn đen mà cũng chẳng có lõi đồng. Thì đối với mẫu CPU Intel Core i5 10400F, các bạn hoàn toàn có thể chơi các tựa game online lẫn offline hiện nay đều vô cùng tốt, ví dụ kiểu là Far Cry này, Assassin's Creed Valhalla chơi rất tốt, hoặc thậm chí là Cyberpunk 2077 CPU i5 vẫn đánh được tốt. Thì họa chăng có duy nhất một vài cái tựa game tới từ Battlefield, các phần của Battlefield ấy ăn CPU tựa kiểu là hơi bị quá đà ấy, thế nên đối với Intel Core i5 thì khi đấy chúng ta sẽ nói đến câu chuyện khác rồi. Và phần main để cắm được CPU Intel Core i5 mình sử dụng main tới từ ASRock. Rõ ràng ngày hôm nay chúng ta đang build một bộ PC hiệu năng trên giá thành vô cùng tốt, và phiên bản được mình lựa chọn đó chính là B460 Phantom Gaming 4. Nhìn sơ qua một chút về phần thiết kế thì chắc chắn là sẽ có một số bạn đồng ý với mình, thì phiên bản Phantom Gaming 4 giống như được cải tiến bởi Pro 4 vậy. Cái phần thiết kế trông rất giống nhau cả khu vực cấp nguồn cho phần CPU nữa. Và khi nhìn vào khu vực cấp nguồn thì mình khuyến cáo các bạn, đối với những bạn nào mà mua mẫu main B460 Phantom Gaming 4 thì nên cắm CPU Intel Core i5 thôi, tức là tối đa có thể cắm được Intel Core i5 10600. Còn đối với CPU Intel Core i7 10700 thì mình chưa chắc cái mẫu main này có thể gánh tốt được. Và nếu như có cắm thì các bạn cũng cần phải đảm bảo được cái airflow ở trong bộ cây các bạn tốt để đảm bảo cho khu vực VRM không bị quá nóng. Bởi đây, các bạn nhìn thấy khu vực VRM bên trên thì không có hệ thống tản nhiệt, mà Intel Core i7 10700 mình nhớ không lầm là rơi khoảng 180W điện đấy, tương đối cao đấy. Và cái mẫu main này cũng được trang bị cái PCIe bọc thép nữa để có thể gánh được cái mẫu cạc nặng. Năm nay cạc quái nào nó cũng nặng. Rồi, về phần RAM,
đây là một mẫu men B, mình sử dụng CPU Intel Core i5, thế nên cái bus RAM tối đa mà có thể nhận, mà hệ thống có thể nhận được là bus RAM 2667, thế nên mình đã lựa chọn thanh RAM tới từ Keystone HyperX 2 thanh 8GB với tổng dung lượng 16GB. Các bạn vẫn cần phải bật tính năng XMP lên để đảm bảo cho hệ thống các bạn hoạt động mượt mà không có tình trạng nghẽn cổ chai. Và bây giờ chắc chắn sẽ đến phần anh em quan trọng nhất, mình sẽ cắm cạc vào đây. Và mang hệ thống này đi để test game cho anh em. Và mình sẽ test game trên hai độ phân giải Full HD và 2K. Và toàn bộ các setting sẽ là giống hệt nhau. Thôi, chúng ta sẽ đi test nghiệm năng chứ. Thank you.
sau quá trình trải nghiệm hiệu năng thì chắc chắn sẽ có rất nhiều các bạn đồng tình với mình là chơi game hiện tượng phân giải Full HD ở khoảng cuối năm 2020 rồi có vẻ như không còn cần thiết nữa bởi vì FPS quá cao và card cũng chưa chắc đã đạt hết. Thế nên theo lời khuyên của mình và các bạn có điều kiện khi mua bộ combo này về thì hoàn toàn có thể chơi game hiện tượng phân giải 2K. Hoặc bạn nào nhiều tiền hơn tí nữa đi chơi game hiện tượng phân giải 4K, tất nhiên là 4K sẽ phải hạ một chút setting xuống sao cho nó phù hợp nhất. Và combo mình đang có ở đây sẽ ở mức giá chưa tới khoảng chừng 24 đến 25 triệu đồng. Và để hoàn thiện được combo này, chúng ta sẽ cần thêm hai linh kiện nữa, đó chính là nguồn và vỏ cây. Vỏ cây sẽ là Sigmatic Venom để đảm bảo cho các bạn vỏ cây vẫn đẹp, vẫn có kính cường lực, thế nhưng mức giá lại rẻ. Và nguồn sẽ là nguồn Corsair CV650 với công suất thực 650W. Thì đối với nguồn có công suất như vậy thì sẽ gánh được cả đồ họa RTX 3070, bởi vì cả đồ họa năm nay theo như khuyến cáo là ăn tương đối tốn điện một chút và chúng ta cần những bộ nguồn sao cho công suất thực tốt này có không bị sụt áp để có thể gánh được cạc và không gặp tình trạng lỗi lầm gì cả. Và đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video, các bạn quan tâm có thể click vào. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.